theo báo Thanh niên, sau ngày đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, tại tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 86 học sinh phải nhập viện theo dõi sức khỏe do phản ứng sau tiêm. Tối ngày 1 tháng 12, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lãnh đạo huyện đang chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho những học sinh bị phản ứng sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Thông tin ban đầu cho biết, theo kế hoạch, trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12, học sinh Hoàng Hóa sẽ tiêm mũi 1 cho 6.690 học sinh ở độ tuổi 15 đến dưới 18 tuổi tại 37 xã, thị trấn. Sau ngày tiêm đầu tiên, huyện này đã ghi nhận 86 học sinh có phản ứng sau tiêm phải nhập viện theo dõi. Theo đó, có 38 học sinh được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Hóa, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa. 44 học sinh được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện Đa khoa Hải Tiến, xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng hóa. 4 học sinh được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng, xã Hoàng hóa, huyện Hoàng hóa. Theo thông tin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hoàng hóa, sau tiêm, các em học sinh trên có biểu hiện là buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh nên được các nhà trường và gia đình đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Sau khi được chăm sóc y tế, hiện sức khỏe và tâm lý của các em học sinh đã ổn định. Đến 19 giờ tối ngày 1 tháng 12, đã có 19 em được xuất viện về nhà. Các cơ sở y tế trên địa bàn Hoàng Hóa sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe cho các học sinh, đảm bảo an toàn, hiệu quả tiêm phòng. Ngày 1 tháng 12, Thanh Hóa đồng loạt triển khai tiêm 117.000 liều vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho các đối tượng là trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh do các đối tượng tiêm chủng chủ yếu là học sinh tại các trường trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên nên các địa phương đều bố trí các điểm tiêm lưu động tại các trường học riêng học sinh có bệnh lý nền sẽ được tổ chức tiêm tại cơ sở y tế Trước khi triển khai tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn hướng dẫn cán bộ nhân viên y tế về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vấn đề phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến, những ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi đang tăng nhanh. Kết quả xét nghiệm thu được cho thấy dấu hiệu đột biến mới của gai protein của virus. Kết quả giải trình tự gen đã cho thấy có hơn 50 đột biến trên biến chủng virus mới so với virus ban đầu ở Vũ Hán. Hôm 25 tháng 11, ông Tolio de Oliveira, giám đốc trung tâm ứng phó dịch bệnh Nam Phi, báo cáo trực tiếp với Tổng thống về một biến chủng mới mà những đặc tính đáng lo ngại. Biến chủng này đứng sau làn sóng dịch bệnh mới ở Nam Phi. Thông tin đó được giới chức Nam Phi công khai. Trong vòng 24 giờ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt cho biến chủng mới cái tên Omicron và đưa biến chủng này vào loại danh sách đáng lo ngại. Đây là lần đầu tiên WHO có hành động nhanh chóng như thế trước một biến chủng mới. Diễn biến xung quanh biến chủng Omicron cho thấy cuộc chiến chống COVID-19 đã thay đổi. Các nhà khoa học giờ tập trung tìm kiếm dấu vết các biến chủng mới và trong trường hợp Omicron, khi biến chủng này bắt đầu lây lan, Nam Phi có đủ nguồn lực để phát hiện cũng như có đủ thiện trí để công bố với thế giới. Nhờ sự minh bạch của Nam Phi, chính phủ các quốc gia trên thế giới đã mau chóng có phản ứng phòng ngừa. Dù chưa hiểu toàn diện về biến chủng mới, hạn chế di chuyển đã nhanh chóng được áp đặt với những người đến từ những nước coi là có nguy cơ cao phát tán biến chủng Omicron. Tới nay, vẫn còn có những bí ẩn xung quanh biến chủng mới. Điều khiến các nhà khoa học lo ngại là Omicron có mang theo 32 đột biến trên gai protein, bộ phận giúp virus bám dính vào tế bào cơ thể người và đồng thời là đối tượng mà các loại vaccine COVID-19 nhắm đến. Cuộc chiến với virus SARS-CoV-2 giờ phụ thuộc vào tác động mà những đột biến này tạo ra với virus. Điều sẽ chỉ có thể hiện rõ ràng sau nhiều tuần. Dựa trên các kết quả nghiên cứu ban đầu, Hu cho hay Omicron dường như có một số lợi thế so với các biến chủng cũ. Nhìn vào diễn biến dịch bệnh ở Nam Phi, có thể phỏng đoán các đột biến giúp Omicron có khả năng lây lan mạnh hơn. Những đột biến cũng có thể tăng khả năng của Omicron qua mặt hệ miễn dịch của con người có được nhờ tự nhiên hoặc qua tiêm chủng một số thí nghiệm tiến hành tại mỹ trước khi omicron được xác định đã phân loại những biến chủng có khả năng làm giảm hiệu quả bảo vệ của các kháng thể biến chủng omicron có một số đột biến như vậy cũng như một số đột biến tương tự Điều cực kỳ đáng lo ngại là có quá nhiều đột biến tập trung trên biến chủng này. Ngoài ra, virus còn có những đột biến giống như những đột biến mà chúng tôi đã phát hiện, đồng nghĩa nó có khả năng kháng thuốc. Theo Dora Haziano, chuyên gia về virus đại học Rockefeller nói, Hiện nay, các nhà khoa học đang kiểm tra phản ứng của virus mới với mẫu máu của người đã tiêm vaccine hoặc một bệnh nhân COVID-19 hồi phục nhằm trả lời câu hỏi về khả năng kháng kháng thể của biến chủng Omicron. Vẫn còn quá sớm để kết luận về độc lực của Omicron. Bệnh nhân hiện được xác định nhiễm biến chủng này sẽ phải chờ nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần trước khi biết tình trạng bệnh diễn biến theo chiều hướng nào. Ngay cả nếu Omicron đã được xác định không có nguy hiểm như những chuyên gia lo ngại, sự xuất hiện của biến chủng này cũng là bằng chứng tiếp theo cho thấy một biến chủng nguy hiểm có thể ra đời bất kỳ lúc nào, đe dọa hy vọng khôi phục cuộc sống bình thường. Đến nay, WHO đã đưa ra 5 loại biến chủng vào danh sách đáng lo ngại: Alpha, biến chủng được phát hiện lần đầu tiên ở Anh, là nguyên nhân làn sóng dịch bệnh tồi tệ ở Mỹ và châu Âu đầu năm 2021. Trong khi đó, biến chủng Delta mang tới làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất kéo dài từ tháng 4 đến nay. Một biến chủng khác trong danh sách đáng lo ngại là Beta. Biến chủng này có những đột biến và làm giảm hiệu quả của các loại vaccine COVID-19. Qua nghiên cứu trình tự gen, các nhà khoa học cho rằng Omicron đã dần tiến hóa trong hơn một năm trước khi có cấu trúc như hiện nay. Omicron phát triển từ một biến chủng có tên B1.1, chủng này giờ đã gần như biến mất. Có khả năng virus đã tồn tại suốt nhiều tháng qua trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch và từ từ tiến hóa. Những mẫu bệnh phẩm đầu tiên cho biến chủng Omicron lần đầu được lấy hôm 11 tháng 11, gồm một người ở tỉnh Gautang của Nam Phi và bốn quan chức ngoại giao nước ngoài tới thăm Botswana. Tại Nam Phi, tốc độ lây nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh đáng báo động. Nếu như trong ngày 11 tháng 11 khi ca nhiễm Omicron đầu tiên được phát hiện, Nam Phi chỉ ghi nhận 120 ca nhiễm mới ở gao Tàng, thì hôm nay, ngày 28 tháng 11, con số này đã lên tới 2.308 ca. Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy, gần như tất cả các bệnh mới đều nhiễm một biến chủng virus đột biến thiếu đi gen S so với biến chủng Delta. Chỉ vài tuần trước, tỷ lệ ca dương tính qua xét nghiệm là 1%, nay tỷ lệ này đã ở mức 20% cho thấy số người mắc COVID-19 thực tế cao hơn rất nhiều so với ghi nhận chính thức. Theo giáo sư Tolio de Oliveira, hàng chục nghìn người ở Nam Phi nhiều khả năng đã nhiễm biến chủng mới chỉ trong một vài tuần trở lại đây. Kết luận này được dựa trên tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính, cũng như số ca nhiễm virus có đột biến thiếu gen S. Một ngày sau khi Nam Phi công bố về biến chủng Omicron, các chuyên gia của WHO phát hiện thêm một dấu hiệu đáng lo ngại khác. Phân tích các ca nhiễm ở Gautang cho thấy số người từng mắc COVID-19 trước đây tái nhiễm bởi biến chủng Omicron cao bất thường. Tuy vậy, Hu vẫn chưa chắc chắn về những nguy cơ bệnh nhân hồi phục sau khi mắc COVID-19 có nguy cơ cao tái nhiễm biến chủng Omicron. Tối ngày 26 tháng 11, Hu đưa Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại. Chính phủ nhiều quốc gia châu Âu, châu Á cũng đóng cửa biên giới với những người đến từ miền Nam châu Phi đến nay biến chủng omicron đã lây lan tới hàng loạt quốc gia khắp thế giới khiến các nỗ lực phong tỏa biên giới bị vô hiệu hóa các nhà khoa học cho biết cần ít nhất hai tuần để nghiên cứu trước khi hiểu rõ mối đe dọa mà biến chủng omicron đang mang lại nam phi sẽ là nơi giúp các nhà khoa học hiểu thêm về tác động của biến chủng mới lên cơ thể con người diễn biến dịch bệnh ở nam phi sẽ cho thấy tại quốc gia mà đa phần người dân chưa chủng ngừa vaccine omicron sẽ hoành hành ra sao ở châu Âu, nơi 67% người dân đã chủng ngừa đầy đủ, Omicron xuất hiện khi biến chủng đang thống trị là Delta. Các nhà khoa học cũng sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn tác động của biến chủng với khả năng bảo vệ do vaccine mang lại. Đại học Pennsylvania của Mỹ đang thử nghiệm một loại kẹo cao su có thể hoạt động như chiếc lưới để bẫy các phần tử virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu cho thấy loại kẹo này có khả năng hạn chế số lượng virus trong nước bọt và giảm lây truyền khi người nhiễm bệnh nói chuyện thở hoặc ho. Kẹo chứa các bản sao của protein ACE2 được tìm thấy trên bề mặt tế bào, được virus sử dụng để đột nhập vào tế bào và lây nhiễm. Trong các ống nhiệm có mẫu nước bọt và tăm bông của những người bệnh, các phân tử virus tự gắn vào ACE2 trong kẹo cao su. Kết quả ghi nhận tải lượng virus SARS-CoV-2 trong các mẫu thử đã giảm hơn 95%. Các nhà khoa học cho biết kẹo cao su có cảm giác mùi vị giống như các loài thông thường, có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường. Việc nhai kẹo không làm hỏng các phân tử protein ACE2. Kẹo cao su vẫn chưa có thể sẵn để sử dụng phổ biến, nhưng phát minh trên là một bước đầy hứa hẹn trong việc hạn chế lây lan ở những người nhiễm COVID-19. Nhóm tác giả cho biết, việc sử dụng kẹo cao su có thể giảm lượng virus trong nước bọt sẽ phổ biến thêm lợi ích cho việc tiêm chủng và các biện pháp y tế công cộng như đeo khẩu trang hay giãn cách. Nếu thử nghiệm thành công, loại kẹo đặc biệt sẽ hữu ích ở những quốc gia chưa có đủ vaccine COVID-19. Tất nhiên, điều tốt nhất mọi người có thể làm hiện tại để bảo vệ chính mình và những người khác là tiêm chủng đầy đủ. Theo các nhà nghiên cứu, việc sử dụng kẹo cao su để giảm lượng virus trong nước bọt sẽ làm tăng thêm lợi ích của vaccine và loại kẹo này đặc biệt hữu ích ở những quốc gia chưa có nguồn vaccine có sẵn và giá rẻ. Trước đó, hãng Sputnik ngày 16 tháng 8 dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga hé lộ rằng cơ quan này đang phát triển một loại thuốc kháng virus mới dưới dạng kẹo cao su để chữa COVID-19. Viện nghiên cứu Trung ương số 48 của Bộ Quốc phòng bắt đầu nghiên cứu phát triển một loại thuốc kháng virus dưới dạng kẹo cao su chống lại SARS-CoV-2. Việc kết hợp giữa hình thức dễ dùng với đặc tính y tế của thuốc sẽ có hiệu quả tích cực chống lại bệnh lây lan.